em biết nó là thằng nào không mà tới nhà người ta để sống chung? Sao em không làm được gì ra hồn hết trơn vậy hả? Chỉ cần bằng nửa chân sang thôi cũng được thôi mà. Chị ta mới là đồ rác rưởi đó. Chị ta đã qua lại với người đã có vợ, cho nên chị ta bị người ta đánh ghen rồi kìa. Tôi xin cô, xin cô hãy tha thứ cho nó một lần. Hay là để cho tôi bắt nó đưa tới trước mặt cô rồi dập đầu xin lỗi có được không vậy? Tôi giải quyết xong rồi. Cô à, một lần này thôi mà. Anh biết cái này là gì không? Dòng Bin, chồng của em tới rồi nè. Nè, nếu không đi thì tôi gọi cảnh sát đó. Dòng Bin, ôm một cái đi. Em yêu à, sao chưa vô nhà nữa?